Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Đầu video mong các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như bấm đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2023 sẽ diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển là U23 Việt Nam và U23 Yemen. Mình sẽ nhận xét tình hình cặp đấu này như sau. Có thể nói đây là một trận đấu quan trọng bởi vì nếu như đội nào giành chiến thắng trong trận này thì gần như tấm vé đầu bảng và tấm vé đi tiếp tại vòng loại U23 khu vực châu Á sẽ thuộc về đội đó. Tuy nhiên thì có thể nhận thấy rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chơi trận đầu là khiến cho người hâm mộ vô cùng lo lắng khi liên tiếp có những tình huống đỡ bóng sai, có những tình huống chuyền sai địa điểm. Với những ngày nghỉ, 3 ngày nghỉ hữu ích vừa rồi thì huấn luyện viên đã có những chia sẻ, có những nhắc nhở. Và mình tin chắc rằng trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ là một trận đấu thăng hoa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cá nhân mình dự đoán trận này sẽ có tỷ số là 3-1 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Những bạn nào đồng tình với những ý kiến mình vừa đưa ra thì có thể để lại dưới phần bình luận những ý kiến của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip lần sau.